làm gì vậy? Rốt cuộc là con muốn tìm gì ở đây? Tôi muốn tìm sự thật. Sự thật về cái chết của cha tôi 30 năm về trước. Bác không cản chuyện con đi tìm cái chết của cha con, nhưng việc đó nó có liên quan gì đến chuyện con lợi dụng em gái con để bước chân vô căn nhà này hả Long? Tôi thật sự không hiểu là bà đang cố tình che đậy cho người chồng thứ hai của mình, hay là bà thật sự là không biết. Tôi nói cho bà biết, tôi vào căn nhà này để vạch mặt ông Thức, người đã giết chết cha tôi 30 năm về trước. Dượng con không bao giờ làm chuyện đó. Má dám đem cả cuộc đời của má ra để đảm bảo. Dượng con vẫn tiếc thương và nhớ về cha con với lòng thành kính. Được rồi, để theo tôi. Hôm nay tôi sẽ cho bà thấy bộ mặt thật của người chồng sống chung với bà 30 năm giả dối như thế nào. Cây ba con nằm trong đây. Còn đây là chìa khóa. Cậu con rể tương lai định lục tìm gì trong phòng làm việc của tôi vậy? Ngay bây giờ tôi sẽ đưa bộ mặt ông ra ánh sáng. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.